đối với người nam giới, anh có thể kém một chút về địa vị xã hội, anh có thể kém một chút về 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 tiền, nhưng mà nếu như mà anh mà bị thua kém một chút về phong độ đàn ông thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái điều mà rất khó với người nam giới, người đàn ông nào mà chấp nhận cái điều đấy. Chính vì thế cho nên là đối với anh, việc sử dụng ải da hoa này để tăng cường sinh lực, để bổ sung cho cái sức khỏe của mình là điều rất văn minh. Hãy thử dùng cùng Việt Anh nhé.